Rồi. Rồi giống như xin kính chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay bên em cũng lên nhiều sản phẩm đẹp độc lạ nha chị. Anh chị yêu thích món nào anh chị cứ điện thoại trực tiếp hoặc là qua Zalo nha chị. Các bạn qua Zalo 0913330469 và 0935245244 nha chị. Và em cũng xin chân thành cảm ơn chị đã ủng hộ. Con này. Và anh chị mong anh chị đăng ký kênh nha anh chị, để mà lúc em bên em sẽ lên trực tiếp anh chị, nó sẽ thông báo với anh chị nha. Rồi bên em thì ship toàn quốc nha chị, bao bể mẹ tất cả các mặt hàng nha. Rồi đầu tiên em sẽ lên một cái bộ này, là một cái bộ kutani xưa dòng anh chị. Dòng này là một cái bộ, dòng này là kutani xưa nha chị, họa tiết thì vẽ gấm nha chị. Cái này là gấm gọi nha, nổi gấm nha chị. À, cái này là gấm họa tiết thiệu, có truyện ký đầy đủ nha anh chị, truyện ký thì đầy đủ, viền là viền vàng nha anh chị. Đó, dòng cutani đây là dòng cũ dòng xưa nha anh chị, có độ dòng cũ dòng xưa, nói chung là men này anh chị là gọi là men cutani, là dòng men rạng nha anh chị. Đây bộ này em gồm có là một bình rồi 5 chung nha anh chị. Họa tiết là hoa đào vẽ nổi tùng, cái này là anh chị, cái này là tùng trúc đào nha chị, tùng cúc trúc đào nha. Đấy, cái này là một bộ ly của nó, là có gồm có một bình 5 ly anh chị. Đây là quá trình anh chị, là cái này là hàng xưa nha chị, hàng xưa, nói chung hàng cũ lâu năm đó. Cái này là anh chị nó có độ ràng nha chị, độ ràng. Rồi bây giờ cái bình anh chị, bình này là lọc tổ ong nha chị. Đấy, lọc tổ ong ở ngay chỗ này chị, cái quai nó có độ ràng ngắm men, có độ ràng ngắm men nha chị. Là cái này là có truyền ký đầy đủ luôn, truyền ký đầy đủ luôn nha chị. Dung tích bình là 350ml nha, 350ml. Đấy, ly là đường kính 9.5 nha chị, cao ly là 6. Đấy, một bình gồm có 5 chung. Rồi bộ này nha anh chị, bộ này là 1 triệu nha anh chị. Đó, giá này chị hiện tại là thời điểm bây giờ nha anh chị, mấy cái bộ này là trước kia là rất làm sầm út nha anh chị. Một bộ này trị giá 1,5 triệu tới 1,7 triệu. Hôm nay em sale giá còn 1 triệu. 1 triệu nha anh chị. Một triệu mã Z. Dạ, em đang lại bài chị. Em đang lại bài cũng 10 giờ phát được tiếp. Mã Z. Em chưa phát được tiếp rồi, bây giờ lại ra. Một nha chị, đây, mã Z 1 là 1 triệu nha chị đó. Cái này là 1 triệu nè, Z 1 nha chị, mã Z 1. Rồi em lên cái này chị. Em có một cái bộ nè, cái này là một cái bộ pháp nha chị, bộ này là một cái bộ pháp. Đây, bộ này là một cái bộ, này là một cái bộ gọi là sò nha chị, một cái dĩa lớn. Mà cái này anh chị chuẩn, em bao anh chị nha, báo anh chị là cái này là chuẩn của hàng pháp luôn, 100% luôn, lấy thương hiệu cửa hàng đã để bảo đảm cho anh chị là cái này là hàng pháp. Mà cái này là không có truyền nha chị, mà cũng là pháp mà đây là không có đấm truyền nha. Này là cái này là sò không có đấm truyền. Còn cái này chị đấy, nguyên một cái sò luôn. À, nguyên một cái sò này nha chị, nguyên một cái sò này rất là ok này, đẹp anh chị. Sò lớn nha. Còn em sẽ có 5 chiếc nhỏ như thế này, mà nói chung là độ mới 90% rồi anh chị nha. Đấy. À, 5 chiếc nhỏ nha chị. Rồi, hai chiếc nha chị, cái này là 3 chiếc nè. Đó, cái này em có là 4 chiếc đi, và sẽ có 5 chiếc. 4 chiếc nhỏ và 1 chiếc lớn nha chị đó. Cái này là sò của Pháp chuẩn luôn nha chị. Chuẩn 100% của Pháp luôn. Đó chị là chỉ em bán chị chỉ có hàng Pháp thôi, toàn bộ các nước cả kể châu Âu và châu Á mình luôn, là chỉ có riêng hàng Pháp mấy anh chị nè. Mình mới dám làm nặng tay như thế này thôi. Chứ còn những cái hàng kia nếu mà cốp như thế này thì sẽ bể nha chị. Còn riêng hàng này ba chạm từ là nửa mét xuống thì ví dụ nó có rớt đi chăng chị, mà nó cái ví dụ nào anh chị là cái nó cũng bị dâm thôi, chứ không bao giờ bị bể những cái này.
Ví dụ mà va chạm mà mạnh thì nó cũng bể nha anh chị, mà cái này là ví dụ tầm mà nửa mét trở xuống thì nó không có bị nha anh chị. Đây là cái này là không có truyền luôn nha anh chị, báo rõ mà cổ này là chuẩn của hàng Pháp luôn. Một bộ này gồm có một dĩa và bốn, một dĩa lớn bốn dĩa nhỏ. Dĩa lớn này là có đường kính 28, còn cái dĩa nhỏ này là đường kính 28 và đường kính 20. Bộ này nha anh chị, bộ này là có giá là 400k bộ này nha. Chỉ anh chị, cái này là phiên, cái này là giới hạn vì hàng Pháp thì rất là nhiều, chứ mà riêng cái dòng sò là anh chị là cái dĩa hiếm có nha anh chị. Bộ này là 400k, 4 cái sò nhỏ và một cái sò lớn, 400k. Chốt giùm em mã Z2. 400k anh chị, mã Z2 nha. Ai đi? Rồi em lên một cái bộ cái bình nha anh chị, cái này là một cái bình bizen. Bình này là bình bizen nha anh chị, có truyền ký đầy đủ luôn nha. Có truyền ký đầy đủ luôn bizen này. Rồi. Một bình gồm có là một bình nha anh chị, một bình và có một chung nha. À, một bình gồm có một chung. Miệng là 3.5 nha anh chị và cao là 13. Còn cái ly ly này đường kính 6.5 là cao là 5. Anh em có một bộ nha anh chị này. Bộ này là anh chị bizen nha anh chị, một bình gồm có một chung nha anh chị. Rồi em bán sale giá 250k cái bizen. 250k mã Z. Mã Z3 nha anh chị, 250. Mã Z3 250k. Z3 nha chị, 250k cái bizen này nha. Rồi. Có một cái này là hũ trà nha chị. Cái cây kia kia nấc. Nấc của này. Rồi cái này em lên một cái hũ trà. Còn mới biết bảo kia. Hũ trà nha chị, cái này là hũ trà nè. Đấy, hũ trà mã đáo thành công. Đấy, mã đáo thành công nha chị đấy. Và đều là có truyền ký anh chị để đựng trà nha, đựng chè và anh chị đựng trà gì đó. Đó, chè hoặc là đó, chè là trà nha chị đấy. Và đây là một cái cái này chị họ sẽ bọc lớp một, cái này là bằng đồng nha chị, bằng đồng họ đậy nước nắp nha chị. Là những cái dòng này là kiểu như là để trà vào là rất là khít nha chị đó, vặn nha này. Đó, vặn là anh chị. Và cái này một cái một nắp này nữa nó không có bay hơi trà nha chị đấy. Vặn nè. Rồi bây giờ này chị, cao bình là 16 nha anh chị, cao bình là 16. Cao bình là 16. Có truyền ký đầy đủ nha. Có truyền ký đầy đủ luôn. Đó, cái bình này anh chị. Vòng cái này mình để được 2 lạng trà nha anh chị, để được 2 lạng trà. Cái bình này là mã đáo thành công, có truyền ký đầy đủ luôn. Rồi cái bình này là 400k. 400k nha anh chị, 400k. Mã Z 4, mã Z4 nha anh chị, 400k cái bình hũ trà này nha anh chị, Z4 400k. Rồi bây giờ em có một cái bộ này chị đấy, một cái bộ này là gồm có một bộ này gồm có là một set trà, 2 set, 3 set, 5 set. 5 set nha anh chị, cái này là Âu nha anh chị, cái này là set trà Âu. Đó, cái này là hàng Âu nha chị. Và nó cũng có là 4, nói chung là bộ này em sẽ có 5 set. 5 set mà trong này là được 4 set nha anh chị, vì là 4 set này là ok. 4 set này là ok nha anh chị. Rồi còn có một cái set này là ngấm men. Nó bị ngấm men gì? Cái này là hàng Âu nha anh chị, đó, ngấm men. Mà cái dòng này là không có truyền nha anh chị, bị ngấm men xíu này, không có truyền nha. Đó, này là không có truyền ngấm men. Rồi cái này là 1, 2, 3, 4. Em có tổng là 4 set. 4 set nha anh chị. Rồi 4 set nha. Còn cái set này bị ngấm men là chút em bỏ vào luôn nha anh chị. Rồi bộ này là 4 set 260k 4 set này nha anh chị, 260k 4 set.
Cái bình ở mình ghét cái bình mà còn cái hai cái đài ở tủ á. Rồi 260k. 550. Cô chú ơi, chú ơi, chú. Rồi rồi. 260k anh ghép. Mã giáp 5 nha chị, 260k còn hai cái nó nhót xuống. Rồi 260k mã giáp 5. Còn anh ghép. Không phải nho. 260 cái ơn ghép anh ghép. Còn hai cái chứ tủ này nè. Mã Z 5 nha chị, mã Z 5. Hai cái bình mà có cái hai cái đai á. Hôm qua chị sale 550 á. Rồi. Rồi à, hôm cô nói chuyện với ông bác. Bây giờ nói chung là nó rồi nói chú để chút xíu nữa là bắt đầu cũng cảm ơn cái đó còn nó chứ là còn. Hôm cô nói chuyện. Rồi em lên cái rồi nói chung bị phai cái gì. Cái này chị, cái này là một cái nha, một cái bình nha chị. Cái này là một cái bình gọi là bình này là bình rồng phụng nha chị. Đây là bình này là gọi là bình rượu nha, bình rượu. Bình này là dưới anh chị họ rót bình dòng này xanh Canadon, và anh chị dưới này là đống chuyện hoa mai nha chị, có chuyện hoa mai họ khắc một cái hoa mai. Chị đổ rượu từ vào trong này nha chị, và rót rượu từ này nha. Đấy, đổ rượu xuống rót rượu qua như thế này. À, cái này là một cái bình rồng phụng nha chị. Đấy, chi tiết thì khỏi chê luôn. Cái này chị chi tiết rất là ok đẹp nha chị nha. Đó, này rồng phụng. Rồi cái bình này dung tích khoảng chừng 300ml nha chị. 1000ml là 1 lít nước, còn cái này chỉ có 300ml thôi nha. 300ml. Đó, cái bình này chị, bình này giá với giá là 600k bình nha chị, 600k. Đấy, một cái này 600k nha chị. Lỗi gì cũng nhiều đó đó. Còn hai cái nè. 600k nha chị, mã Z6. Cá kia bữa là bị vơn, còn vơn mình gói đi chưa? Ai đâu đi mua được không? Cái này một cái bữa nó bị vơn đó. Nhưng mình cũng còn một chút mà. Bên kho nó còn một cái dĩa thóc cái phần nữa mà giờ không có tìm đâu đâu. Rồi em lên một cái cặp nha chị, cái này là một cái đôi cong, một cặp chế nha chị, một cặp chế nè anh chị đấy. Chừng nào ok mới gửi nhá. Rồi một cặp chế cong. Rồi anh chị, cái này báo rõ cho anh chị, cái này là hàng tàu nha, có truyền ký đầy đủ nha anh chị, truyền ký đầy đủ luôn. Đôi cong. Rồi cái này là miệng chế là 9 nha anh chị, và cao chế 25 nha chị. Miệng là 9, cao chế 25. Một cái cặp chế nha anh chị đấy. Cái này là cặp này là giá 650k anh chị đấy. Cái này là có truyền ký đầy đủ bên này nha, và họa tiết thì một đôi cong 650k. Trên này họa tiết là hoa nha anh chị. Chốt cho em mã Z7 nha anh chị, 650k một cặp nha anh chị, mã Z7. Rồi em lên cái này chị nói, cái này là giống như chị, cái này là em hiểu nè. Nhìn nó giống dòng cay cay nha chị, nó giống dòng cay cay. Xem ta nhìn nó giống dòng cay cay mà cái này là không có truyền nha chị. Nó sẽ giống dòng cay cay mà cái này là không có truyền. Đúng chị nha. Ai nè. Viền là chị họ đắp vàng luôn nha chị, dòng này giống như chị vậy. Là như em nghĩ là nhìn là giống cay cay. Mà cái này là dòng này cũng y xì luôn. Đường kính 18 nha chị, và cao là 5. 18 là cao 5 nha chị đấy. Họa tiết là cái này đắp vàng nha, nổi cọ mốt nha chị, lắc cơ vàng toàn bộ luôn. Rồi cái này em có số lượng 5 chiếc nha chị đấy, 5 chiếc cây, 5 chiếc nha. Đường kính 18 nha chị, và cao là 5.
Rồi 5 chiếc anh chị, 5 chiếc này là 500k. 5 chiếc 500k nha chị, cái này là không có truyền nha. 500k mã Z8 nha chị, 500k mã Z8. Bỏ từ hết luôn đi. Rồi cái này chị, bộ này là bộ ngũ sắc nha chị, xin lỗi, tam thái. Đây là tam thái nha chị. Đây. Bộ này là gồm có, bộ này là gồm có 4 chiếc nha chị, 4 chiếc. Đường kính anh chị, đường kính 13 nha chị, đường kính 13 và cao là 4. Đường kính 13 cao là 4 nha chị, em có tổng là 4 chiếc, 4 chiếc tam thái nha chị. 100k 4 chiếc này. Mã Z8 nha chị, 100k mã Z8. Bây giờ bán từng luôn. Rồi cái bộ này anh chị, bộ này là một cái bộ dòng Banco nha chị, Banco. Bộ này em có gồm có một bình gồm có 5 chung nha chị, một bình gồm có 5 chung. Đấy, một bình gồm có 5 chung anh chị, cái này là phone hộp nha. Cái này là dòng Banco nha chị này. Cái ly này là chị đã không có truyền nha chị, này là không có truyền nha. Ở trong anh chị, ở trong là men 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 chảy nha chị, này men chảy nha. Ở ly chiếc nào giống nhau luôn. Đó, cái này em có một bộ. Rồi là anh chị, lọc này là lọc lưới nha chị, nó là lọc lưới, dòng Banco lọc lưới. Cái bình thì có truyền nha chị, cái bình này là có truyền ngay chỗ dưới này. Còn cái ly này là không có truyền nha chị, nguyên hộp. Cái này em bán chị là cái này là phone hộp, có hộp nha. Đó, rồi một bộ gồm có là một bình 5 chung, bình này là dung tích khoảng 350ml nước, là ly là 7.5 và cao ly là 5. Rồi một bộ này nha chị, hôm nay em sale giá bộ này luôn, sale giá bộ này nha chị đấy, 1.100.000 bộ Banco này anh chị, 1.100.000 dòng Banco anh chị đó anh chị. Cái dòng này anh chị là cái men nó cũng nói chung nó rủng rãng nha chị, là 1.100.000. Chốt cho em mã S9, S9 nha anh chị, 1.100.000 mã Z9. Z9 1.100.000. Rồi cái này chị, một cái bình mọc nha chị. Cái này là một cái bình mọc. Bình mọc này là có truyền ký đầy đủ nha chị, nó có truyền ký đầy đủ luôn. Lọc này là lọc tổ ong. Lọc tổ ong nha chị đấy. Lọc tổ ong. Dung tích bình anh chị, dung tích bình là 400ml. Dung tích bình là 400ml. Này mà. Cái này là quai đồng nha chị, cái này là quai. Quai bằng đồng nha chị. Này nó mài vậy. Ông cỡ cũng lỗi thời xưa. Rồi nha anh chị, ngay cái miệng anh chị, ngay cái miệng bình anh chị nó còn xíu lỗi nha anh chị. À, xíu lỗi mình không có thấy. Nói chung là anh chị không có thấy đâu nha. Rồi dung tích bình là 400ml. Miệng bình là 6 nha chị và cao bình 10 nha chị. Bình này dòng này uống được trà thì quá đẳng cấp luôn. 250k cái bình này. 250k anh chị, mã Z10. 250k Z10. Rồi cái này anh chị, một cái bộ nha chị. Cái này là một cái bộ một cái bộ cẩn xà cừ nha chị. Bộ này là một cái bộ cẩn xà cừ. Bộ này là một bình, xin lỗi, cái bộ này có 6 set nha chị. Rồi cái này chị, đấy. Giải rất nhiều. Lên nhiều. Rồi em có anh chị, cái này em có 6 set trà nha chị, 6 set trà cẩn xà cừ. Viền của viền này là viền mới nha chị, mới nha.
nói chung độ 80 là 10% tới 90%. Chị, cái set này là không có truyền nha chị, không có truyền cẩn xà cừ. Viền là viền vàng nha, chân cũng vàng luôn. Viền vàng, chân vàng luôn. Đường kính 14 nha anh chị, đường kính 14. Bộ này em gồm có là tổng là 6 set anh chị. Rồi mỗi set, bộ này là mỗi set 100k, 6 set này em bán sale giá còn 600k. 600k nha chị. Rồi 600k mã Z11. 600k nha chị, mã Z11 nha. Rồi. Dĩa là đường kính 14, còn ly là đường kính 7.5 và cao là 6.5. Đó, 600k mã Z11. Bộ này ở trong cũng rất là ok nha anh chị, quá ok luôn. Rồi em lên một cái bình nha chị, một cái bình này là một cái bình vẽ tay hoàn toàn luôn. Vẽ tay hoàn toàn nha chị ơi. Bình này là có truyện nha chị, mà cái này là truyện ẩn nha. À, truyện ẩn là truyện chìm mà xuống ở dưới anh chị. Truyện ẩn là truyện chìm dưới này nha. Bình này là miệng bình là 10 nha chị và cao bình 22. 10 cao bình là 22 nha chị nha. Vòng bụng. Vòng bụng là 70 nha chị đấy, vòng bụng là 70. Miệng 10 nha chị và cao 22, vòng bụng là 70 nha. Đấy. Rồi cái bình anh chị, bình em hôm nay em sale giá nha chị, sale giá cái bình này luôn, giá là 700k. 700k cái bình nha chị đấy, 700k bình này, mã Z12. Họa tiết là hoàn toàn vẽ tay toàn bộ hết nha anh chị ơi. Mã Z12 700k. Rồi anh chị em, cái này là có một cặp y, một cặp ly nha anh chị, một cặp ly y Mary. Cặp y mà cặp Imari nha chị, ly có đế chân nha. À, viền thì viền vàng, đường kính 6 nha chị và cao là 10 nha. Một cặp ly Imari có truyền ký đầy đủ nha chị đấy. Dưới này là họa tiết tùng trúc đào nha chị. Đấy. Rồi một cặp ly anh chị, giá là một cặp này là anh chị 400k nha chị. Đấy. Mỗi chiếc 200k, một cặp này giá 400k Imari này anh chị nha. Mã Z13. 400k anh chị, mã Z13 400k của Imari. Rồi anh chị, cái này nè. Rồi cái này là một cái dĩa thất phúc thần nha anh chị nha, thất phúc thần. Trong 7 vị nha anh chị, viền là viền vàng nha anh chị đấy, viền vàng thất phúc thần. Đó, ôm bao tiền nha anh chị, đây là. Cái dĩa này là không có truyền nha anh chị, đây là hàng xưa nha. Hàng vẽ tay hoàn toàn luôn, dòng là ngũ sắc. Đường kính 16 nha anh chị đó, cái này là đường kính 16. 16. Rồi cái dĩa anh chị, dĩa này là 140k. Mã Z14. 140k chị, mã Z14 nha. Rồi bây giờ anh chị, cái này là một cái bộ anh chị. Càng ra thì từ đã. Được, cái này anh chị, cái này là em có số lượng mấy, 2 chiếc, 3 chiếc gì đó anh chị. Và cái này là có truyền nha. Đây là có truyền ký 2 truyền luôn anh chị. Đường kính 12 và cao là 8.5. Rồi một cái thố nha anh chị, ngũ sắc nha.
12 cao 8.5 rồi, cái này là 130k một chiếc nha. 130k một chiếc nha chị, mã Z15. 130k mã Z15. Rồi em xin phép chào quý cô chú và anh chị.